Chào các bạn, mình làm tiếp một bài tập nữa ở phần runner. Thì tôi sẽ dùng cái file là clip PA ha, từ một clip PA trong số 8 finish runner. Rồi mình vô cái môn bay nè. Thì ở đây các bạn thấy là mặc định khi đưa vào thì nó sẵn cho mình vào định vị rồi. Nhưng mà cái bạc cuốn phun chưa có, cũng như là cái runner cũng chưa có, mình phải tự vẽ thêm. Thì các bạn thấy đúng trình tự ha, là mình sẽ vào cái runner. Ở đây mình sẽ sketch. Rồi mình vẽ cho cái mặt này các bạn. Đừng like nhé. Đầu tiên có thể là mình vẽ thế này. Các bạn dễ cố gắng đừng cho nó những cái ràng buộc mà nó dư nha, dư nó bắt mình phải sửa mất công lắm. Sau đó các bạn ghi kích thước như anh này với anh này, góc là 45. Này là 20. Rồi chiều cao của anh này đi từ mép này là 50, khoảng cách này là 8 ly. Rồi từ đây tới đây cho là 32, tương tự như vậy các bạn cho bên đây này tới anh này ba, từ đây tới đây cũng 38. Anh này hồng rồi nhá, còn một anh này nữa, anh này có thiếu kích thước nào nè? Còn lên xuống được, tức là chưa có kích thước chiều cao. Này là 20. Rồi, đây là mình hoàn tất cái việc là mình vẽ cái đường dẫn các bạn. Sau đó thì mình đúng bài bản ha, mình sẽ vào tiếp cái phần là runner body. Mình chọn cái đường dẫn này, mình nút giữa chuột một cái, mình chọn là cái kênh này. Đường kính là 6 ly nè. Là mình ok. Người ta thấy như vậy thì nó lại cắt sâu vào sản phẩm mình rồi, tức là phải chỉnh lại cái tiết diện của mình cho nó ngắn lại bớt các bạn. Ví dụ như anh này bây giờ chỉ để là 30 thôi, anh này cũng để là 41 thôi, anh này cũng còn ấy nè, này là 40 thôi nhá, 39 thôi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cắt cái tấm khuôn ha, bạn cũng dùng chức năng làm mệt nó lại trước nè, bạn ghép chung nó lại, sau đó thì mình sẽ đi cắt tấm khuôn thằng bị cắt nè. Các bạn thấy ở đây cái thằng bị cắt ở đây nó gồm có cả hai cái insert luôn nhé. Rồi đây là mình cắt xong cho cái phần khuôn dưới, thì các bạn thấy là ẩn khuôn dưới đi, còn bật cái khuôn trên lên. Các bạn cũng là cách ba đinh nè, anh này và bằng cái anh này đồng ý. Sau đó thì mình sẽ chèn những chiếc linh kiện tiêu chuẩn vào các bạn. Ở đây sẽ chèn vào cái thứ nhất là cái bạc cuốn phun, và cái thứ hai nữa là cái nó gọi là cái center pin ở dưới các bạn, cái bạc ở dưới á, để mình là gắn cái chốt và kéo cuốn phun. Em sẽ chèn hai cái đó vào nhé. Thì đầu tiên là mình chèn cái bạc cuốn phun thì nằm ở trên khuôn cái, cho mình kích hoạt anh khuôn cái lên. Sau đó mình vào cái Add Component Insertion Device và mình chọn chuẩn là Hasco. Cô như là cái anh này, tôi chọn cái Z51 nhé. Thì tham cho cái anh là anh này 16,
36, 18, 36 rồi mình chọn cái mặt đặt của mình là mặt này, mình bích vô đây một cái. Đây, các bạn cho đi xuống một tí nha, cho nó âm xuống thì cũng được đó nè. Các bạn cho nó xuống đây. Hoặc là các bạn thấy là chốt này nó ngắn quá, các bạn có thể cho một cái khác nó dài hơn. Mình lấy đường kính là 46 ha. Ví dụ anh này thay vì 36 thì mình lấy là 46 cho nó dài, để mình nâng cái này lên một tí cũng được. Đây cái này mình đồng ý. Sau nếu cần mình sẽ mài cái đầu chốt mà đi, kích hoạt anh này lên. Sau đó cách nè bằng cái mặt này, đồng ý. Và các bạn thấy rằng là cái anh runner các bạn nó cũng cắt luôn cái hàng này đúng không, các bạn cũng vào cái phần này ha, cách by runner, chọn cái anh này cắt bằng cái anh này, đồng ý. Và mình xem nè, ở đây như vậy thì nó hơi vô duyên tí đúng không. Các bạn có thể là view này lại bằng cách là mình chọn nó nè, dùng chức năng là extend, remove extend, các bạn chọn anh này. Rồi đây là cái đường vào nhựa của mình đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ chèn cái khung khung đực ha, các bạn chèn một cái để nó giữ cái cuốn phun lại, giữ cái pin, giữ cái kênh nhựa lại á. Thì các bạn cũng vào đây mission device Hasco đây, cái phần kéo cuốn phun lại nè, các bạn cũng chọn cái anh là 16 36 này, đồng ý. Chọn mặt này mình đặt vào đây, như thế nó ngược đầu đúng không nào, thì các bạn nên chọn lại face, các bạn ẩn cái mặt này đi nè, bạn chọn cái mặt này, sau đó các bạn flip cái đầu lên lại thôi đó, ra một tấm này lên. Ok rồi, mình cũng thực hiện thao tác là mình cắt đi các bạn, bật cái runner lên lại nha, cái runner còn có thể là ẩn đi nha, nó cũng hơi dư một miếng nè, các bạn kích hoạt nó lên. Rồi thì cái việc vẽ cái ghế các bạn hãy tự vẽ được nha, nó cũng khá là đơn giản. Thì đấy, nhìn chung cái cách làm việc với cái hệ thống mà runner nó cũng không có quá phức tạp các bạn. Thì ở tập tiếp theo á, mình sẽ làm tình huống nó phức tạp hơn một tí, tức là mình sẽ chèn những linh kiện cho cái khuôn ba tấm thì nó nhiều bước hơn một tí thôi, chứ về cơ bản thì cũng vẫn như vậy các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.